xe qua phía bên đây nhà mày không? Nhà Mày nhà á, nhà xe mặt với mày à. Anh đợi là bị một người dưỡng dưỡng rễ là tạt nước axit, là với cái lý do là cũng những cái xích bích nha. cũng nhỏ thôi chứ không có gì đáng kể, nhưng mà trong khi đó thì người dưỡng đã tạt nước axit gia đình anh, thì anh đã bị tật nguyền như thế này cũng mười mấy năm hả chị? 31 năm rồi. 31 năm ha. Dạ. Dạ. Xin chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với kênh YouTube Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái. Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và ngày hôm nay Tuấn Dũng có dịp đi lại Châu Đốc, thì sẵn ghé thăm gia đình của anh Đợi, người trước đây đã bị dưỡng của mình tạt nước axit, và cả ba người trong gia đình của anh đều bị dính nước axit hết. Nhưng riêng anh Đợi thì người bị nặng nhất, vợ và con anh cũng bị nhưng mà bị nhẹ hơn. Thì trước đây Tuấn Dũng đã có quay anh một video rồi, thì cũng có một số mạnh thường quân ủng hộ tiền cho anh cũng như là đã đến thăm gia đình anh. Thì riêng hôm nay thì Tuấn Dũng nhận được số tiền của mạnh thường quân ở bên Mỹ gửi về để trao tặng cho gia đình của anh. Thì sẵn đây Tuấn Dũng có dịp đi Châu Đốc thì ghé thăm anh và trao số tiền đó. Xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng theo Tuấn Dũng vào thăm gia đình của anh Đợi nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Em chào anh chị. Hôm nay em Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái đến thăm gia đình của anh chị. Anh chị khỏe không? Khỏe. Dạ. Chị dẫn anh Đợi ra ngoài này đi, ra này ngồi cho sáng sáng đi ha. Dạ. Dạ dạ. Hôm nay em đến thăm anh thì cũng có số tiền của Mạnh Thường Quân chị Nguyễn Văn ở bên Mỹ á. Dạ. Gửi tặng cho anh chị 50 đô. Dạ. Nên sẵn tiện hôm nay em đi Châu Đốc thì em ghé thăm anh chị luôn để trao tiền cho anh chị. Dạ. Bữa nay anh chị có đi bán nhang không? Có đi mà không khách. Hả? Có đi mà không khách đi về. Dạ. Vậy hả? Dạ. Bộ mùa này ít khách đi chùa hay sao chị? Dạ, đây tới Tết luôn vậy đó. Đây tới Tết như ngày thứ bảy chủ nhật thì có chút đỉnh, còn mấy ngày thứ hai thứ sáu là không có khách. Vậy mình hả? Cũng đi mỗi ngày vậy đó. À, cũng đi mỗi ngày. Dạ. Nhưng mà thí bán thì được, cũng có bữa được bữa không hả? Dạ. Nhưng mà thường thường là cái chùa Bà là tháng 4 nó mới đông đúng không chị? Dạ, từ tháng giêng tới tháng 4 thì đông, qua dạ. Tháng 4 rồi là xong rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi anh chị ăn sáng chưa? Rồi. Vậy hả? Anh Đợi sức khỏe anh dạo này sao anh Đợi? Đỡ không? Đỡ hơn lúc trước. Nhờ cái chú kia cho thuốc nhiều dữ lắm, thuốc ở bệnh nước ngoài. À gì hả? Dạ có thuốc, biết thuốc gì ở đây mua không có rồi. Cái đó là Mạnh Thường Quân bên nước ngoài người ta liên hệ người gửi cho anh hả? Dạ đúng rồi, hả lòng biết mua ở đâu thuốc ở đại dạ. Của Liên Văn A. Tại vì anh Đợi là người mà Tuấn Dũng đầu tiên quay anh để mà up lên kênh YouTube đó. Dạ. Thì cũng có nhiều bạn bè hỏi Tuấn Dũng để đến đây quay anh Đợi. Dạ. Thì kỳ đó là em có xin cái số điện thoại chị nói số điện thoại trên cái video em quay cho chị đó. Dạ. Cho nên có những mạnh thường quân người ta sẽ liên hệ trực tiếp với chị. Dạ. Để người ta giúp cho gia đình anh chị. Dạ. Đó, thì dạ, cũng dạ, có những chú bạn bè nói, để chú có nói là chú giới thiệu cho quay, còn có người khác không phải chú chắc không cho quay đâu. Gì hả? Tại vì có người ta dặn mấy người khác dạ. Không phải. Dạ. Nói tên của chú là tôi chạy nhiều người nói tên chú là mới có uy tín. Dạ. Như là tại vì Tuấn Dũng mà quay cho anh Đợi ra để giới thiệu cho đến cộng đồng mạng đầu tiên, cho nên là cũng có nhiều người biết đến anh. Dạ. Thì cũng có những người bạn như ca sĩ Phượng Kiều với gì rồi cũng có về quay. Dạ. Về quay anh chị ca sĩ Phượng Kiều với ca sĩ gì Thành Nguyên, đúng rồi, bên giọng ca Để Đời đó. Dạ. Cũng có đến thăm anh chị. Dạ. Dạ. Rồi anh ăn cơm được từ thường ngày được không? Mấy chén anh Đợi? Ăn được hơn chén là nó no rồi. Gì hả? Dạ uống nước rồi. Dạ. Là chị thường ngày là chị nấu cơm cho anh ăn hay là dạ, nấu cơm ăn ngoài? Nấu cơm nhà không chứ ăn ngoài sao chịu nổi. Dạ. Ăn ngoài mắc lắm. Dạ. Dạ. Chị thì cũng bị
cũng bị dính cả chết cũng mặt cái gì cũng có thẹo quá ha. Dạ. Yeah. Anh thì nặng hả chị? Dạ. Yeah. Như tay chân đừng có chị ha. Dạ. Yeah. Tay. Một ngày anh chị buôn bán gì đó là kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Không có chừng như ngày thứ bảy chủ nhật á, thì khách đông rồi bán cũng được vài trăm ngàn, là cái đó là mình bán là người ta cho thêm đó. Dạ. Yeah. Chứ không ngồi chỗ như mấy người người ta mạnh giỏi người ta bán người ta chặn đầu chặn đầu này đầu kia hết rồi. Đó mình ví dụ có người người ta gặp người ta cũng mua thêm có thì mình nhân người ta cho tiền đồ vậy đó. Dạ. Yeah. Được vài cũng nhờ thêm những cái đồng tiền của những người hảo tâm ha. Dạ. Yeah. Người ta cho thêm ngoài cái sự buôn bán kiếm lời ra thì cũng có thêm những cái đồng tiền đó rồi cũng đỡ cho gia cảnh của anh chị. Chứ nếu mà thật sự mà buôn bán nhang mà một ngày mà lời thì không chỉ đủ cơm gạo thôi chứ còn uống thuốc thì kia có đôi khi không, không có tiền để uống thuốc nữa, đúng không? Dạ. Dạ. Tại vì ổng ngồi ổng làm thinh nữa rồi ai mua qua tới giúp thôi, không có kêu déo gì hết trơn á. Dạ. Rồi như mấy được ngày thứ bảy chủ nhật thôi, đây tới Tết được ngày thứ bảy chủ nhật, còn mấy ngày thứ hai tới thứ sáu thì có bữa có bữa không. Vậy hả? Dạ. Dạ. Tại vì mấy người mạnh khỏe thì người ta chạy lui người ta còn mời khách được. Còn như anh chị gì là ngồi chỗ thôi chứ đâu có đi được đâu. Đúng không? Vậy con của anh chị nó có về thăm không? Nó lâu lâu thì nó về, nó cũng ghé nó thăm vậy đó, mà nhưng mà nó đi mặn hồ mặn này kia, rồi hàng nhỏ cái lớn mặn hồ đi mặn mướn ở thành phố cho nó hai chồng. Thì nó gia viên hồi đó giờ nó đâu có ở trong nhà chung với mình đâu, nó cũng nghèo. Vậy hả? Dạ. Vậy là chắc cũng đâu có giúp được gì cho anh không, chị không có giúp hả? Nó mặn nó đủ sống là mình mừng rồi. Nó đừng hỏi gì tới mình là mình mừng rồi, chứ ở đó mà đỡ nó giúp gì nữa. Hình như là anh chị chỉ có hai đứa con thôi không? Ba đứa hả? Ba đứa. Dạ. Thằng thứ ba cũng vậy, nó cũng nghèo vậy đó. Ừ. Còn thằng Út này thì thôi vợ về đây nó ở rồi, nó mới mất đây đó. Dạ. Cuộc sống cũng vất vả ha. Dạ. À, anh chị cho Thế Dũng hỏi là anh chị có cái nguyện vọng gì cho cuộc sống của mình sắp tới không? Dạ có, nguyện vọng như là nhà thì có cái nhà để ở thôi, nấu cơm thì nấu trong buồng, chứ không có chỗ nấu mà ở sao cũng còn khúc mà không có tiền để xây cất cái toilet với nhà bếp á. Nguyện vọng chỉ nhờ mạnh thường quân giúp đỡ như vậy được thì mừng lắm. Gì hả? Dạ. Vậy là hiện giờ là anh chị cũng vẫn còn đi toilet nhà của nhà hàng xóm hay sao? Nhà kế bên. Dạ. Nhà kế bên là nhà của ai? Đây nè. Của bà con hả chị? Dạ. Gì hả? Dạ. Vậy là nhà chị ở phía sau là chưa có cái toilet hả? Chưa. Dạ. Chưa có. Nếu mà mình làm cái toilet đó là khoảng bao nhiêu tiền, chị có hỏi người ta làm không? Không biết nữa. Không có hỏi. Dạ. Không có hỏi tại không có tiền gì, không hỏi để vậy đó, rồi nấu nướng vậy toilet thì đi nhờ bên đó. Dạ. Hôm trước giờ là Mạnh Thường Quân giúp đỡ chị khoảng bao nhiêu tiền rồi, từ lúc mà em quay tới giờ? Từ lúc mà em quay tới giờ? Có chứ không. Cái chú gì, chú Tính chú gì của hổm đó. Dạ. Cũng không, chú Thành Nguyên là cho được 1 triệu với Phượng Kiều cho 200. Dạ. Lúc đó tới giờ với có cái chú kia cho ghé cho được 500. Dạ dạ. Đó, cũng gần, cũng gần 2 triệu ha. Dạ. Thì Tiến Dũng cũng rất mong tất cả quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm thấy được cái gia cảnh của vợ chồng anh Đợi đang cần cái sự giúp đỡ của quý vị để có số tiền xây cái toilet ở phía sau đất là còn trống đúng không chị? Dạ còn trống đó. Đất còn trống thì cũng mong quý vị giúp cho anh chị có được số tiền để mà xây cái toilet để không còn đi nhờ những người bà con hàng xóm hả chị ha? Dạ. Yeah. Dạ thì Tiến Dũng cũng mong là như vậy. Cho nên là chúc cho anh chị có được những cái nhà hảo tâm với Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho anh chị. Tiến Dũng sẽ đi ra phía sau để quay cái chỗ đất trống của anh chị lại một lần nữa để cho với Mạnh Thường Quân xem thì đất nhà của anh chị thì cũng còn dư một phía sau một chút để mà có thể xây được cái toilet. Nhưng vì không có tiền cho nên là bích cái cửa lại hả chị ha? Dạ, bích. Nếu mà có Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì chị có thể xây được cái toilet nằm ở phía sau này đúng không? Dạ, xây toilet với bếp được ha. Cái bếp luôn để nấu cơm nấu vậy nước. Vậy là cái khoảng đất này là của nhà anh chị luôn hay sao? Dạ.
Thì đó, hồi đó thì mình cắt gì nè, mà tại chỗ này nó có cây me. Rồi sau này cái nó mục hết trơn rồi, cái mình cắt bằng cây che cái đồ đó. Với đại tạm rồi với chàm rồi giờ nó mục, mục giờ cái thành ra rồi. Ở chỗ này có cây me, giờ bứng cây me lên rồi là để gì luôn, tới giờ không có tiền. Không có tiền để xây trái thanh đi. Nếu mà mình có tiền là mình đập cái vách bên đây hả? Không, cái vách đó là nhà nó về bên đó. Chỉ có nhà có nhiều đó, ngay thiết là thôi. Vậy là nếu mà ấy thì mình bung cái vách bên đây phải không? Dạ, sau này phải không? Cái đó là mình kéo dài lên đây. Kéo dài ở đây là mình thấy mình xây được cái toilet với cái bếp này ha. Dạ, cái toilet với mình nấu cơm được một chút đây. Cái này theo như em nghĩ thì chắc cũng phải từ 20-30 triệu rồi, chứ phải ít đâu ạ. Dạ. Thấy không? Dạ. Tại vì giờ làm vừa toilet thì vừa bếp luôn á. Cũng khoảng từ 3. Cho được vậy thì mừng. Cũng từ 30 triệu á. Dạ. Rồi em cũng hy vọng là chị sẽ được các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh chị ha. Dạ. Dạ dạ. Thì hôm nay Tiến Dũng trước là đến thăm anh chị, thì em cũng đại diện cho chị Nguyễn Văn ở bên Mỹ gửi tặng cho anh chị 50 đô. Thì 50 đô này là em đổi ra với số tiền Việt Nam á là được 1.155.000. Cho nên là hôm nay em thay mặt chị Nguyễn Văn ở bên Mỹ tặng cho anh chị ha 1.150.000 để xây sở trong gia đình. Chúc anh chị luôn luôn sức khỏe dồi dào để có sức khỏe để mưu sinh ha. Dạ, có gửi lời cảm ơn chị Nguyễn Văn vậy đó, giúp đỡ. Dạ, thì Tiến Dũng cũng xin thay mặt chị vợ chồng của anh Đợi cảm ơn sự giúp đỡ của chị Nguyễn Văn. Và Tiến Dũng cũng rất mong trong thời gian sắp tới thì chị sẽ đồng hành cùng Tiến Dũng để giúp cho những vấn đề bất hạnh. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Và Tiến Dũng cũng rất mong tất cả quý vị hãy thương mến kênh Tiến Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái, và hãy nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh để cho Tiến Dũng có tinh thần để tiếp tục trên con đường thiện nguyện của mình. Chúc tất cả quý vị khán giả, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn luôn dồi dào sức khỏe và công việc làm ăn thuận lợi và phát tài. Chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.